Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Buổi chiều ngày hôm nay, con tuy rất bận công việc ở vườn thuốc nhưng vẫn dành thời gian để chia sẻ cho các anh chị và các bạn một cây thuốc mọc hoang có sẵn ở trong vườn. Cây thuốc này thì hôm nay con nhận được một câu hỏi của một bạn trẻ ở Bắc Ninh. Bạn này có hỏi Quân là dùng loại cây thuốc này như thế nào và mong Quân làm một video chia sẻ cho khán giả trên cây thuốc vùng cao được biết. Cái cây hôm nay Quân muốn chia sẻ công dụng và cũng là câu hỏi của bạn Bắc Ninh chính là cây này đấy ạ. Các bạn có nhận ra cây này cái gì không ạ? Đây, cây này chính là cây cỏ nhọ nồi hay còn gọi là cây cỏ mực. Đây, khi chúng ta vò nát lá cây này, vò nát thì chỉ một lúc sau thôi, cái nhựa của nó khoảng 5 phút thôi là cái nhựa màu xanh như thế này, lát nữa nó sẽ chuyển sang thành màu đen, nên người ta gọi cái này với tên đó là cây cỏ nhọ nồi hoặc là cỏ mực. Một lát thôi mà nó sẽ chuyển sang màu đen các bạn nhé. Thì cây cỏ mực này dùng để làm gì? Dùng làm gì? Công dụng của nó ra làm sao? Đấy. Hôm nay xin chia sẻ cho các bác những công dụng rất là hay của loại cây này. Đầu tiên đó là công dụng cầm máu. Thì Quân đã chia sẻ cho các bác, khi chúng ta đi rừng, đi nương, đi rẫy, đi làm, không may bị đứt chân, đứt tay, chảy máu, đấy, thì dùng lá non cây này vò nát, nhít lên cái vùng da bị thương. Tác dụng của nó là cầm máu rất là nhanh. Và trong đông y đánh giá thì cây này tác dụng là chỉ huyết. Chỉ huyết có nghĩa là cầm máu các bạn. Công dụng thứ hai của nó đó là lương huyết. Đấy, có nghĩa là làm mát máu. Cây này là một cái cây tác dụng bổ thận âm. Bổ thận âm rất là tốt. Còn được dùng trong cái bài thuốc trị chứng râu tóc bạc sớm. Đấy, râu tóc bạc sớm. Rồi di mộng tinh. Thì cách dùng trong hai trường hợp râu tóc bạc sớm thì các bác sử dụng như nào, rồi di mộng tinh sử dụng như nào. Râu tóc bạc sớm nha các bác nhé, thì các bác lấy cái cây này cả thân và cả rễ đem rửa sạch đi, rửa sạch. Các bác lấy lượng càng nhiều càng tốt để chúng ta nấu thành cao. Nấu thành cao thì các bác có thể nấu ở dạng tươi cũng được, hoặc các bác có thể là phơi khô, sau đó là các bác nấu ở dạng khô, nấu thành cao. Đấy. Khi nào mà nó sánh gần, tức là gần đạt cái ngưỡng đó là cao đặc rồi ấy, thì các bác cho thêm mật ong là 1, nước gừng là 2. Đấy. Sau đó là cô thêm, khi nào đặc là chúng ta rót ra một cái chai để dùng dần. Đấy. Mỗi ngày chúng ta pha một thìa cà phê cái cao đó với nước ấm hoặc là rượu để chúng ta uống, ngày là khoảng 6 gram đấy, đến 8 gram dạng cao và pha nước uống. Tác dụng là bổ thận âm này, đấy, và làm xanh râu tóc. Đấy. Thế là cái cây này tác dụng làm xanh làm đen râu tóc. Còn trường hợp di mộng tinh do thận nóng thì dùng như thế nào? Thì chúng ta cũng sử dụng toàn cây này, mang về phơi khô, sau đó là nghiền thành bột mịn. Mỗi ngày khoảng 8 gram pha với nước nấu cơm này. Đấy, nước cơm, người ta gọi nước cơm này. Tức là khi chúng ta nấu cơm thì có một cái phần nước ở bên trên này. Chúng ta lấy cái nước đó pha với cái bột 8 gram bột của cây này, pha loãng, ngày dùng một lần, tác dụng bổ thận âm, trị chứng thận nóng, thận hư và di mộng tinh rất là tốt. Và cây này cũng là một cái cây mà nhiều vị lương y sử dụng để làm thuốc trị bệnh suy thận
trị chứng suy thận và cũng có kết quả rất là tốt. Nói chung quy lại thì cây này có rất là nhiều công dụng, từ cái việc cầm máu bên ngoài này, cầm máu bên trong này, đấy, chảy máu cam, chảy máu dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, rồi ho ra máu, rồi dùng trong cái bài thuốc trị thận âm hư, râu tóc bạc sớm, di mộng tinh, rất là tốt. Thì cái câu hỏi hôm nay một bạn ở Bắc Ninh hỏi Quân là sử dụng lâu dài cái cây cỏ mực này đấy, thì có ảnh hưởng gì không? Đấy, nó tốt như vậy rồi thì chúng ta sử dụng lâu dài có ảnh hưởng gì không? Thì xin thưa với tất cả quý vị các bạn, cây nào cũng vậy, chúng ta sử dụng có liều lượng, đấy, không nên lạm dụng, không nên lạm dụng. Đặc biệt cái cây cỏ mực này, tuy nó rất là tốt và nhiều công dụng, nhưng cũng không phải là một thần dược, mà cũng không phải là một cái cây thuốc chúng ta có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài. Đây các bác này, tay Quân đã đen rồi. Các bác biết cái công dụng cầm máu của nó rất là tốt rồi, nhưng cái mặt trái của nó là gì không ạ? Chúng ta sử dụng lâu dài thì cái máu của chúng ta nó sẽ giảm cái độ lưu thông đi. Đấy. Tức là nó vừa tác dụng là chỉ huyết, thế nên là nó còn gây hại chúng ta, là nó sẽ cản trở sự lưu thông của khí huyết. Đấy. Nên là sử dụng một cách lâu dài mà chúng ta lạm dụng ấy, đặc biệt là những người bị cao huyết áp này, những người có cục máu đông này, những người mà có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, có nguy cơ bị xuất huyết não, thì cái đó là chúng ta phải hết sức lưu ý. Đấy, hết sức lưu ý. Đấy là câu trả lời của Quân. Cây nào cũng có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, không nên lạm dụng, bởi vì lâu dài nhé, lâu dài cái tác dụng chỉ huyết đó nó lại là một cái gây hại cho chúng ta, đặc biệt là những người già, những người mà nguy cơ bị tai biến, nguy cơ bị xuất huyết não, nguy cơ bị cục máu đông, đấy, đặc biệt là những bác cao huyết áp. Đấy là xin lưu ý với các bác như vậy. Cái video ngày hôm nay xin cảnh báo, vừa là chia sẻ công dụng của cây này, đấy, vừa cảnh báo cho các bác và trả lời câu hỏi rất là hay của một bạn Bắc Ninh. Cũng nhờ câu hỏi này mà Quân lại có một video chia sẻ thêm cho các bác một vài những thông tin bổ ích. Đấy, cảnh báo với các bác là chúng ta không nên lạm dụng nhé. Đấy, không lạm dụng. Chúng ta dùng thảo dược là cần đúng liều lượng. Đấy, và tùy vào thể trạng của từng người, chúng ta nên tham khảo ý kiến của những người có kiến thức về thuốc nam, để chúng ta có được cách sử dụng thảo dược một cách là tốt nhất các bác nhé. Cây cỏ mực. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác thấy hữu ích thì hãy cho một like. Bởi vì ngày hôm nay Quân cũng bận rất là nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian trả lời câu hỏi và làm video cho các bác. Hãy cho Quân một like và hãy chia sẻ video này cho nhiều người cũng biết các bác nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.